Xin chào anh em mê đồng hồ, em là Tú. Hôm nay em Tú lại trên tay cho anh em một chiếc đồng hồ của thương hiệu Tissot. Thương hiệu Tissot này thì chắc hẳn anh em đã không lạ gì đến thương hiệu này rồi. Một thương hiệu luôn cung cấp những mẫu đồng hồ giá cả hợp lý, chất lượng cao và mẫu mã đẹp. Thương hiệu lại uy tín cho người dùng. Thì hôm nay em sẽ trên tay cho anh em một chiếc Tissot như vậy nhá. Thì chúng ta sẽ còn một cái bìa cắt tông bên ngoài và in dòng chữ và các logo của Tissot ở bên cạnh, và một cái hộp màu đỏ ở chính giữa và viền đen ở đây. Ở mặt sau này thì chúng ta sẽ còn hai quyển sách ở đây. Đây là hai quyển sách với các mẫu của Tissot, nhưng mà em sẽ không bỏ cái đấy ra và chúng ta sẽ cùng tập trung vào đồng hồ. Ok, thì bên trong này em sẽ còn là một cái thẻ CUSC. Cái thẻ này là thẻ chứng nhận bộ máy chronometer, tức là cái bộ máy của chiếc Tissot này thì đã được qua kiểm định rất là kỹ càng với các trong mọi môi trường, trong mọi điều kiện, và nó sẽ đạt sự chính xác là 6 đến 8 giây một ngày. Đấy là sự cho sai số cho phép của hãng thì mới được cấp chứng nhận này. Đó, ở mặt sau của chiếc thẻ này đấy ạ. Đó. Đây là một cái chứng nhận cũng rất là giá trị cho bộ máy này. Thì bên trong này em sẽ còn là một chiếc Tissot Luxury. Với chiếc Tissot này thì anh em sẽ đeo vừa tầm tay là tầm trên 16 thì có thể đeo được chiếc này rồi. Với size 41mm của Tissot thì hai phần càng này cũng làm khá là ngắn, và chúng ta sẽ có là một cái độ dày cũng khá là vừa phải, nên là anh em đeo lên tay thì nó sẽ mang đến một cái vẻ là khỏe và nam tính. Trên mặt số của chiếc đồng hồ này anh em sẽ thấy được là từng phần sẽ được làm rất là nổi bật với lòng bên trong này, nơi chứa thương hiệu và dòng chữ Pomix 80 chronometer thì sẽ được là phủ cát mịn ở bên trên này. Anh em có thể thấy được là nó sẽ hơi sần sần lên, và ô lịch ngày cũng sẽ được làm ở trong cái vòng này, và cái vòng lịch, cái viền lịch sẽ được là mạ vàng. Ở bên ngoài thì chúng ta sẽ có là một cái vòng đánh phay xước là nơi chứa các cọc số đập bằng kim cương tự nhiên, và sẽ tổng cộng là 12 viên kim cương. Đó, ở vòng bên ngoài sẽ là vạch chia phút với 60 phút. Bộ kim cũng được làm bằng thép và được mạ vàng lên anh em nhé. Nên là anh em nhìn cái mặt này nó sẽ rất là đẹp. Và thứ hai nữa sẽ là cái mặt kính sapphire nguyên khối, nó sẽ được phủ chồng lóa hai mặt. Đó, nên là anh em nhìn vào cái mặt kính này nó thực sự rất là trong. Đó, nó và không có một chút ánh sáng phản lại từ ánh đèn nào. Đó, còn khi em nghiêng này thì mới có sự bắt sáng của ánh đèn vào. Đó. Còn khi nhìn thẳng này thì thực sự cái mặt kính này rất là trong. Cùng đến với phần thân của chiếc đồng hồ này thì toàn thân chiếc đồng hồ này sẽ được làm bằng thép không gỉ 316L, và chúng ta sẽ có là các đường đánh vân ở đây bên cạnh này, và hai đường phay xước ở phần càng. Chúng ta sẽ có một đường gân ở phần càng này để làm điểm nhấn. Đó. Phần càng này nó sẽ rất là nam tính. Ở bên cạnh này anh có một cái lúm này và logo hình chữ T ở đây, với các đường răng để giúp anh em chỉnh chức năng nó sẽ dễ dàng. Trên này thì em sẽ lên cót tay này. Với khi mà anh em lên kịch cót thì nó sẽ chữ cót được 80 tiếng, tương đương với gần 4 ngày. Nên là anh em đeo có một thời gian rất là thoải mái. Còn rút ra một lớp đầu tiên sẽ là chỉnh lịch, thứ hai sẽ là chỉnh giờ. Em sẽ vận qua 12 giờ đêm mới chỉnh. Đó. Sẽ rút ra lớp đầu tiên này, sẽ chỉnh lịch ngày này. Đó. Còn khi em đóng lại thì sẽ là đóng lúm và thể lên cót tay. Đi kèm với chiếc đồng hồ này sẽ là một bộ dây thép đặc được làm khá là được làm rất là chỉ to. Chúng ta sẽ có một đường mạ vàng ở chính giữa này, một chỉ mạ vàng, và còn lại sẽ là thép phay xước. Với thép phay xước này thì nó sẽ tránh được những cái vân tay cũng như là các xước răm nhỏ. Đây là một cái đặc điểm của thép phay xước, nhưng mà nó sẽ không được bóng như là thép bóng. Nhưng mà em thấy thép phay xước này nó cũng rất là bóng rồi. Anh em nhìn cái này có thể biết này. Đó. Phần khóa sẽ là khóa bấm hai bên gập vào. Và chúng ta sẽ có là dòng chữ Tissot này 1853 là năm ra đời của thương hiệu này. Ở mặt sau thì em sẽ có là các đường phay xước ở đây và các mũi tên để cắt mắt khi mà anh em đeo lên tay. Ok, thì em sẽ lau qua cái đáy một chút nhé, và chúng ta sẽ cùng đến với bộ máy.
Bộ máy này là một bộ máy đã được TISOT modify lại trên bộ máy C07-111. Thì bộ máy này là bộ máy Powermatic 80. Thì em nó sẽ có là 23 chân kính, tần số tác động là 21.600 và thời gian TISOT là 80 tiếng. Anh em nhìn thấy bộ máy này sẽ được đánh rất nhiều các đường vân ở bên trong và nổi bật là chữ TISOT ở củ vàng. Ở bên ngoài phần đáy này sẽ được mạ vàng anh em nhé. Chúng ta sẽ có là các thông số như là TISOT 1853 này, độ trúng nữa là 50m. Với 50m thì anh em có thể rửa tay đi mưa nhỏ, nhưng mà tắm đi bơi xông hơi thì tuyệt đối tránh. Chúng ta sẽ có dòng chữ seri ở đây, độ chứng nhận là Certified Chronometer này, mã đáy và các thông số ở đây. Ok, thì chúng ta sẽ cùng ghé qua các mã của chiếc đồng hồ này: T086.408.22.036.00 là mã của chiếc đồng hồ này. Anh em có thể search theo cái mã này để tra thêm thông tin. Em sẽ lên tay thử cho anh em chiếc đồng hồ này nhé. Với size 41 của TISOT thì trên tay em là của tay 15.8, thì đeo chiếc đồng hồ này cũng được, nhưng mà anh em tay to hơn thì đeo sẽ đẹp hơn. Cái chiếc đồng hồ rất là nam tính. Ok, thì bên em đang bán chiếc này là một chiếc hàng mới 100%, đầy đủ là hộp sổ thẻ. Bên em bảo hành shop 25 và bảo hành hỗ trợ bảo hành cho đời máy một đổi một trong vòng 7 ngày nếu lỗi nhà sản xuất. Bên em đang bán với cái giá rất là tốt, chỉ chưa đến 15 triệu cho chiếc đồng hồ này. Anh em quan tâm thì có thể qua trực tiếp, sau là lên tay cũng như để lại tin nhắn cho em để em tư vấn trực tiếp cho anh em nhé. Ok, thì em xin kết thúc video tại đây. Em xin chào, gặp lại anh em.